Vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu Eurocham công bố ấn phẩm sách trắng 2016 nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về những vấn đề trọng điểm ảnh hưởng đến cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, tăng trưởng và việc làm. Đây là lần thứ 8 Eurocham công bố ấn phẩm này dưới hình thức hội thoại với sự tham gia của gần 300 đại biểu tham dự, thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ của chính phủ cũng như cộng đồng doanh nghiệp về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA. Ấn phẩm này tổng hợp những ý kiến của các công ty thành viên Eurocham hoạt động trong nhiều lĩnh vực, phản ánh mong muốn Việt Nam xây dựng khuôn khổ pháp lý và phát triển môi trường kinh doanh tại Việt Nam nhằm mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư nói riêng cũng như xã hội nói chung. Sự kiện này cũng là diễn đàn thảo luận về các nội dung trong ấn phẩm cũng như chuyển tải nội dung của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA tới các doanh nghiệp Việt Nam. Tại lễ công bố, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết sách trắng 2016 đã và sẽ tiếp tục là một công cụ hiệu quả và đáng tin cậy để chính phủ Việt Nam có cái nhìn tổng quan về những cơ chế chính sách phát triển kinh tế. Thông qua kiến nghị của các doanh nghiệp thành viên về nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ giúp Việt Nam cải thiện môi trường kinh doanh, đồng thời chuẩn bị tốt hơn cho việc thực thi thành công các điều ước của EVFTA.